cái tác hại của bình ắc quy nếu để đến tình trạng như xe này mà người sử dụng không bao giờ biết. Ú à thì chứ, lâu rồi Nhật thường hay chia sẻ với anh em về những hiện tượng một con xe chạy không được về bộ nồi, chén cổ sụn cứng, rỉ sét, hay những hình ảnh về đèn xe các kiểu, nhưng về bình ắc quy thì chưa, đúng không? Bạn khách này là còn sinh viên nhưng cha ở quê cho con xe full chờ neo, mà cha lại quên nói với bạn là chỉ cần thay cái bình thôi là mọi thứ nó hoạt động hoàn hảo liền. Và cứ như thế theo năm tháng đi học, bạn vẫn cứ kích nổ bằng cần đạp, đèn xi nhan và kèn cũng không hoạt động thì chưa nổ máy. Nhà sản xuất họ đưa ra thời hạn sử dụng của bình ắc quy thì tầm 2 năm với điều kiện lý tưởng nha anh em. Nhiều khi tác động của môi trường nè, tác động khi vận hành nè, rồi sử dụng đèn đề không đúng cách nữa sẽ mang đến cái sự không bền cho cái bình ắc quy, hư hại nhanh hơn. Anh em nhìn cái bình thôi là thấy hết hồn chưa? Cực âm cực dương đã ra ten axit xanh lè. Đừng nói là như vậy nha, chỉ cần cái nhẹ thôi thì Nhật cũng thường khuyên anh em là nên tranh thủ đi kiểm tra và thay mới để đảm bảo việc hệ thống điện của xe hoạt động hoàn hảo. Vậy thì tác hại đầu tiên là không sử dụng được đèn, kèn, đề và xi nhan. Nếu xe chạy chậm hoặc không nổ máy, có phải anh em thường thấy cái xe chạy nhanh thì đèn nó kêu to, thậm chí thì kèn như nghẹt mũi khi mà chạy chậm. Biểu hiện của bình ắc quy yếu rồi đó anh em, mà xe ga đời mới không có giò đạp thì sao ta? Như vậy thì hơi mệt đó anh em. Còn cái tác hại thứ hai thì nếu xe FI sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cảm biến điều khiển của xe, làm xe có nhiều hiện tượng bất ổn như mất idling top nè, lượng xăng bất ổn vì các cảm biến hoạt động không đúng, còn nhiều nguyên nhân nữa nha. Đó là Nhật kể về bình vừa đến lúc cần thay thôi ha. Chứ như hiện trạng này thì nôm na dân gian nói là thúi bình đó anh em. Khoa học kêu là gì thì Nhật chưa có biết, chưa được dạy, nhưng mà thầy có cho Nhật xem xe bị vầy á, còn dẫn đến các hiện tượng là dây điện bị đen ruột, dây bị đứt, bị nứt, bị gãy, hoặc dẫn đến điện không còn hoạt động tốt nữa, rất tai hại cho con xe. Và cái kết lại là như vậy thì khi nào lên thay ắc quy và thay lỗi nào? Thị trường thì nhiều thương hiệu nhưng thông dụng là GS hoặc là Gobe, bên số hai bánh thì có đủ thông số cho tất cả loại xe hai bánh đúng tiêu chuẩn khuyến cáo từ nhà hãng sản xuất đưa ra. Như anh em thấy, bình GS GTZ5S cho quay full hoặc là center này được bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 6 tháng. Hiện thời chỉ có 335k thôi anh em. Và để biết cần thay chưa thì các hiện tượng trên như đèn kèn đề thì Nhật đã nói rất là nhiều rồi ha. Hoặc mỗi lần làm gì tại shop anh em cứ nhờ thợ của shop kiểm tra để kịp thời thay thế sớm ha. Còn khi bảo dưỡng thì chắc chắn có luôn bước kiểm tra bình rồi, vì nó mang lại đảm bảo an toàn cho con xe cũng như thoải mái cho người sử dụng mà. Như vậy là ngon lành con full chờ neo. Các bạn sinh viên có con xe mà nhiều người thích rồi ha. Quả thật dòng xe này đang rất được nhiều anh em săn tìm. Nhưng để về chạy ngon hơn nữa thì sẽ kiểm tra luôn tăng sơn lại nè, bơm bánh xe đúng áp suất lại nè, lao lại mặt kính vào đồng hồ rồi tăng thắng luôn. Chỉ cần mỗi lần ghé lại shop hai bánh mình thay nhớt hay là bất cứ dịch vụ gì thì được kiểm tra để con xe mình đi an toàn hơn và anh em hài lòng hơn. Vì vậy cho nên xin được thầy hay nói rằng không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ anh em hài lòng và quay lại thường xuyên với shop hai bánh. Như vậy là bên shop hai bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh clip, xin chào lại anh em, bye bye.